Tôi là Vũ Thị Phương, Minh Phương, nghề nghiệp là nghỉ hưu mà năm nay tôi 56 tuổi. Dạ. Xin chào đón cô. Dạ. Xin mời chị giới thiệu về mình. Em tên là Dương Thị Hải Yến, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là quản lý nhân sự. Hai mẹ con là đến từ quận 12. Cô, cái ngày đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cô biết là con dâu rồi đó. Cô ấn tượng với con dâu điều gì? Gia đình nhà cô là không có đồng ý với con dâu. Tại do là bên nhà cháu là xa quá. Thế là nhà cô thì muốn là lấy vợ cho con trai là gần, gần gũi gia đình. Con dâu thì nhìn hoạt bát, lanh lanh hoạt bát. Thì là nhưng mà cũng hơi thất chút. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, nó như thế nào? Gọi là cái cảm xúc thì đúng hơn. Tại vì cũng như mẹ nói, có nghĩa là gia đình không đồng ý. Thì mình quen trong vòng 3 năm. 3 năm đó là mình rất là muốn về nhà để mà gặp gỡ ba mẹ, gặp gỡ gia đình, để mình cũng tìm hiểu có thử là nhà chồng mình tương lai thế nào. Nhưng mà rất tiếc là không được. Có nghĩa là sự ngăn cản đó thì thành ra là ông xã mình cũng không có muốn cho về. Thì cái ngày đầu tiên đó dạng như là hai vợ chồng cương quyết. Nói chung là giờ đi về được hoặc không là không thôi, chứ không có để mà lâu nữa. Mình hoa cũng có thể héo mà, đúng không? Thì thành ra là mình cũng không có đợi chờ. 3 năm là cũng một khoảng thời gian rồi. Thành ra là hai vợ chồng cái ngày đó về ra mắt luôn. Mà cũng gọi là cái ngày đó gọi là về thuyết trình để được quên. Tâm lý lúc đó như thế nào? Tâm lý lúc đó là tim thì nhảy loạn xạ cả lên, mặt thì căng thẳng, đầu óc thì ở nhà chuẩn bị hết các cái thông tin để mình đến đó mình nói thế nào cho người lớn họ tin tưởng mình, rồi họ cũng không có lo ngại nữa về cái khoảng cách xa gần cũng sao. Nhưng mà đến đó là mình quên hết, không nhớ một cái gì hết, mà chỉ có tự nhiên run, rồi nước mắt cứ vậy chảy ra. Ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn mẹ, tại vì trước đó là chồng mình đã hay nói về mẹ trước rồi, nói là mẹ là một người rất là hiền, mẹ tâm lý và mẹ luôn ủng hộ cho mối quan hệ của vợ chồng mình. Chỉ có là ba hơi khó một chút thôi. Thì ấn tượng ban đầu là mình nhìn mẹ thì đúng là rất là hiền. Có nghĩa là mẹ ngồi đó và mẹ đang chờ mình coi mình sẽ nói gì. Ấn tượng ban đầu của mình là nói chung là nhìn mẹ là tâm lý. Đó là cái cảm xúc. Nhưng mà em khóc vì em sợ hay là em khóc vì em tủi thân? Hay là khóc vì điều gì? Em thì không phải khóc vì sợ, mà chủ yếu là khi đó là cảm xúc của mình cảm thấy tủi thân quá. Mình cũng là phận con gái cũng như nhiều người khác. Mà tự nhiên bây giờ mình yêu thương người của mình yêu mà không được ba mẹ đồng ý. Mà tưởng chừng như là bây giờ hôm nay mình đến đây coi như là nếu mà không được nữa thì không biết là sau đó cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu. Mình làm dâu được bao nhiêu lâu rồi chị? Mình làm dâu được 3 năm. Mình thì cũng may mắn một chút. Có nghĩa là khi kết hôn về thì chưa ở chung trong nhà ba mẹ một ngày nào hết. Ồ vậy hả? Ba mẹ cũng cho hai vợ chồng ở riêng luôn. Hai người hợp nhau những cái quan điểm như thế nào? Mẹ con thì hợp nhau quan điểm là kinh doanh. Kinh doanh cái gì cô? Kinh doanh thì nói chung là về ví dụ như là quan điểm của mẹ muốn mua bán cái này thì con cũng ưng luôn. Thì mình cũng kể một cái kỷ niệm thế này. Có nghĩa là một lần mà cái ngày đầu tiên mình về á, khi 20 tháng 10 của năm 2014 là khi đó mình mới về được mấy ngày đó. Thì ban đêm mẹ ngủ rồi, còn mình thì đi liên hoan tiệc của công ty về. Thì bữa đêm đó mình cũng gọi điện hỏi là trời mưa nữa. Mình hỏi là mẹ ơi mẹ ngủ chưa, mẹ xuống mở cửa cho con một xíu. Thì có nghĩa là lúc đó là bằng cái cảm xúc của mình thôi, mình nghĩ là mẹ đã thương mình và ủng hộ cái mối quan hệ của hai vợ chồng mình rất là nhiều. Thì khi đó là mình mua một bông hoa hồng, một bông duy nhất thôi, và một cái đôi bông tai nữa. Thì mình gọi ra thì mình cũng mở cửa, mẹ mở cửa ra là mình ôm lấy mẹ luôn. Tại vì lúc đó là mình không biết nói gì nữa hết. Mình chỉ biết nói là con cảm ơn mẹ vì cái khoảng thời gian qua mẹ đã ủng hộ cái tình cảm của tụi con nhiều. Nếu không có mẹ thì chắc gì bây giờ con đã là vợ của anh ấy. Thì nói chung là khi đó là mình rất là buồn nữa. Nói chung là đó là cảm xúc của mình.